Rồi, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp với một cái bài thử nghiệm tấn công trong cái mạng Wi-Fi sử dụng cái wireless web key. Thì để làm cái bài này thì các bạn đã làm cái thao tác là chuyển cái card của mình sang được cái monitor mode ha. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Thì đầu tiên thì khi mà các bạn thử nghiệm tấn công cái mạng wifi nào đó thì các bạn sẽ phải làm cái thao tác là thu thập đầy đủ cái thông tin của cái access point mà các bạn muốn thử nghiệm. Thì nó có nhiều mức độ để các bạn xem. Ví dụ như chỗ này mình các bạn có thể dùng câu lệnh là AWConfig AWList ha. Lệnh AWList thì nó giúp cho các bạn scan các cái access point ở cái xung quanh ha. Thì chỗ này mình sẽ dùng là AWList ở cái card wifi là WLAN 0 và mình đưa vô cái từ khóa là scanning. Thì kết quả nó xuất ra thì nó sẽ cho các bạn xem là các cái thông số của các cái access point mà nó có thể là thấy được. Ví dụ như đây các bạn thấy đang thấy được một access point có tên là Athena ha. Thông số, địa chỉ, MAC address của nó, mức độ là channel. Thì ở đây thì mình sẽ thử nghiệm là tấn công vào con access point tên là Athena học viên 1. Nó có cái địa chỉ MAC address giống như vậy. Thì cái việc các bạn xem như vậy á, thì trên danh nghĩa thì lúc nào các bạn cũng cũng xem được, cũng xem được. Nhưng bây giờ mình muốn xem được nhiều thông tin hơn á, thì các bạn sẽ phải chuyển cái card wifi của mình sang monitor mode. Thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh là mon, các bạn enter một cái. Mình sẽ chuyển cái card wifi là WLAN 0 của mình ở đây sang monitor mode. Thì câu lệnh sẽ là mon NG, các bạn star ở trên cái cổng là WLAN 0. Sau đó các bạn dùng lại câu lệnh ifconfig trừ a ha, các bạn nhìn thì lúc này nó có xuất hiện một cái card wireless LAN 0. Sau đó các bạn dùng câu lệnh erodum. Erodum là câu lệnh giúp cho mình là scanning các cái mạng wifi xung quanh và ứng với cái cổng mạng là WLAN 0 mon. Thì cái thao tác này mình cũng gọi là đang đi scanning ha, các cái access point ở xung quanh và các bạn sẽ thấy được các thông số là các thiết bị wifi của người dùng cuối đang sử dụng ở trong cái hệ thống này. Nếu như đến đây các bạn cho rằng là mình đã thấy được đủ thông số rồi á, thì các bạn có thể dừng lại cái quá trình này. Trong quá trình thử nghiệm thì các bạn cần phải ghi ra các thông số của cái access point. Ví dụ như tên của access point là gì, địa chỉ MAC address của nó và channel hoạt động của nó. Ở đây mình sẽ ghi cái dòng này ra. Đầu tiên là mình sẽ copy cái giá trị này. Thì cái giá trị này á, người ta sẽ gọi nó là BSSID. BSSID là địa chỉ MAC address của access point. ESSID á, thì nó sẽ tương ứng là tên của access point của mình. Thì tên có access point của mình ở đây nó sẽ là Athena học viên 1. Thì các bạn sẽ có thể copy cái giá trị này. Và cuối cùng là cái giá trị channel. Channel của access point mình ở đây đang ở mức độ là channel 1. Sau khi mà các bạn đã thấy được đầy đủ các thông số rồi á, thì lúc này mình sẽ mở một cái cửa sổ dòng lệnh mới.
Chỗ này các bạn sẽ ghi vào là câu lệnh mới là E random trừ C là ứng với channel. Channel đang là channel 1. Trừ B sẽ là địa chỉ MAC address của Access Point. Đó, các bạn để cái giá trị này vào. Trừ W nghĩa là write, các bạn sẽ ghi toàn bộ cái luồng dữ liệu của Access Point này. Ví dụ mình ghi ngoài root desktop và mình cho nó với cái tên, ví dụ như tên là web, và các bạn sẽ chạy nó ở trên cái cổng mạng gọi là VLAN 0 mon. Thì sau khi cái lệnh này chạy, nếu như các bạn nhìn ngoài desktop thì desktop của cái máy của mình ở đây nó có xuất hiện thêm các cái file nó ghi cái tên với là web 01, thì đây chính là những cái luồng dữ liệu mà nó được cái card wifi của mình nó ghi lại. Thì các bạn lưu ý là trong quá trình mà các bạn đang ghi dữ liệu này nè thì các bạn cứ để cho nó riêng với cửa sổ. Rồi tiếp tục mình mở thêm một cái cửa sổ dòng lệnh nữa. Trong cái bài tấn công thử nghiệm để mà rắc cái wireless web key ấy, thì cái bước kế tiếp các bạn sẽ làm sẽ là làm cái quá trình face authentication. Để làm cái quá trình giả xác thực này ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh là AirReplay. AirReplay nó là một cái câu lệnh làm được rất là nhiều trừ việc trong cái bộ tool ERAC. Có thể sử dụng nó để tấn công từ chối dịch vụ và một cái máy client, và có thể làm giả xác thực. Để các bạn khảo sát cái thông số của nó ha, thì các bạn có thể gõ vào câu lệnh là AirReplay gạch ng, các bạn enter một cái. Để giả xác thực thì các bạn sẽ đưa vô cái biến một là trừ trừ fail authent, hoặc là các bạn đưa vô với option là trừ một. Delay tức là cái độ trễ, ví dụ như một access point nó xa so với mình thì các bạn có thể tăng cái độ trễ này lên theo một khoảng thời gian. Chỗ này sẽ dùng một lệnh là AirReplay trừ một, do là access point của mình làm ở đây trong môi trường thử nghiệm mà, nên khoảng cách cũng khá là gần nên mình để nó là không. Trừ A, các bạn truyền vô đây là MAC address của Access Point. Thì để mà lấy được MAC address của Access Point á, thì các bạn thể qua là cái file mà các bạn đã ghi. Đây là những thông số mà trong quá trình làm á, các bạn sẽ rất là dễ quên ha, cho nên các bạn nên ghi riêng nó ra thành một cái file. Rồi các bạn truyền vào câu lệnh trừ H. Trừ H thì các bạn sẽ để vào đây là một cái MAC address của cái card wifi của mình. Thì các bạn dùng câu lệnh là ifconfig trừ A. Các bạn lấy cái địa chỉ MAC address của cái card của mình. Địa chỉ MAC address của cái card của mình ở đây nó sẽ là số này. Rồi, sau đó chạy trên cái card là VLAN 0 mon. Nếu như nó ra cái giao diện giống như trên màn hình á, nghĩa là bây giờ là cái quá trình giả xác thực của mình nó đã thành công. Sau khi giả xác thực thành công thì các bạn sẽ làm tiếp một câu lệnh làm ARP replay injection. Thì các bạn sẽ đổi option này lại là option số 3. Các bạn đưa vô số lượng ví dụ như 300 là 300 packet per second. Và cái biến trừ A này các bạn thay lại là trừ B. Trừ B là PSSID. Tiếp tục thì các bạn sẽ làm cái ARP replay injection. Các bạn đưa vào câu lệnh với là ARP replay với option là trừ 3. Trừ X thì các bạn sẽ xác định cái lưu lượng mình gửi. Trừ B nó sẽ là MAC address của access point, và cái trừ H là cái MAC của card wifi của mình.
Thì hiện tại thì cái máy tính của mình ở đây đang làm cái một cái ARP replay injection vào bên trong cái access point. Nếu như có một client thực hiện kết nối vào thì lúc này cái máy của mình nó sẽ capture cái gói xác thực của client và nó sẽ lấy cái gói xác thực đó ha, làm của nó. Tiếp tục là nó sẽ làm cái việc là tiêm cái gói này vào bên trong cái access point. Thì sau khoảng thời gian khoảng nửa tiếng thì các bạn sẽ có thể rắc được cái wireless webkey. Ở trên màn hình thì các bạn thấy nó bắt đầu nó hiển thị ra cái số mà là 300 bucket per second đó, do là vừa có một client kết nối vào bên trong cái access point này. Tiếp tục để rắc thì các bạn mở thêm một cái cửa sổ nữa, các bạn dùng cái câu lệnh là ERUCK-Z. Các bạn xác định cái đường dẫn đi đến cái file ở ngoài desktop của mình tên là web 1.cap. Thì cái biến trừ z nó giúp cho mình là vừa rắc cái key trong lúc mà cái thiết bị của mình đang cái máy của mình này vẫn đang thực hiện cái quá trình tiêm dữ liệu. Mình sẽ thử với access point có cái index là số 2, thì lúc là các bạn sẽ gõ vô là số 2. Thì các bạn thấy là nó đã dò ra được cái key của mình ha, với cái key, cái password này đây. Thì thông qua cái bài này thì các bạn sẽ thấy là cái việc là thiết lập một cái access point chạy theo cái chuẩn là wireless web key á, nó là một cái vấn đề không có an toàn ha. Thì người ta sẽ dễ dàng người ta rắc được cái key wifi của mình ở đây, bất chấp là cái key của bạn ở đây được đặt nó ở một cái mức độ bảo mật nhất định. Vì lý do đó thì tối thiểu các bạn cũng nên là thiết lập cái wifi của mình theo cái chuẩn WPA key. Đối với cái việc thiết lập cái wifi theo cái chuẩn WPA key thì nó cũng có những cái trường hợp các bạn cũng có thể là dễ dàng các bạn rắc được cái key của mình. Rồi hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần video hướng dẫn thiết lập hướng dẫn là rắc cái wireless web key. Tiếp tục thì chúng ta sẽ thử nghiệm với cái WPA key.